cả nhà, ngày hôm nay là ngày nghỉ của mình. Mình sẽ đi vào bếp và nấu đồ ăn, ăn cùng với tất cả mọi người ha. Và ngày hôm nay mình ra ngoài vườn á, mình mót được một mớ rau các bạn. Đây nè, cho mọi người xem nè. Đó, mình mót được một mớ rau ngoài vườn, trời cũng lạnh rồi. Nếu mà không có hái thì vài bữa nó cũng sẽ hư hết à. Được một mớ rau tía tô, rồi xà lách, rồi tùm lum hết trơn. Mình sẽ làm một món bún thịt nướng nha mọi người. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Thịt mình chuẩn bị sơ chế đây các bạn. Cái cục thịt này thật sự mình không biết là nướng ngon hay không nữa chứ. Nạt quá trời nạt, không có một miếng mỡ luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ rát mỏng ra nha mọi người. Ở đây là mình có ướp một ít hành ha các bạn. Rồi, mình ướp ngũ vị hương. Một muỗng bột ngọt. Nửa muỗng muối. Muốn đường phải có đường mới ngon các bạn. Rồi, với tiêu. Tiêu, muỗng cà phê tiêu. Ok, bây giờ mình trộn lên nha. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Thì nãy giờ thì Hụi làm được mấy tô bún rồi mọi người, xong rồi nè các bạn. Chi chi đó, mọi người thấy hấp dẫn không? Chi bây giờ sao, làm sao cho nó đẹp đây. Đây à, hỏi mọi người cầm tô bún vậy phải không, cầm tô bún gì đi thì nhìn cho nó ngon ha. Thấy không cả nhà thấy không? Tí. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái tô nhỏ nhất, hai cái tô này dành cho hai quý ông ở trong nhà. Để bên đây. Bây giờ em ăn tô này. Đây là hũ nước mắm, nước mắm bữa trước em có làm sẵn, thì bữa nay ăn thì chỉ lôi ra ăn thôi, không cần phải làm nữa. Đây. Đó, ở trong đây là thịt nướng nè các bạn, thịt nướng rồi hành, mỡ hành, rồi rau này là nãy mình nói mọi người là mình bẻ ngoài vườn đó. Đó. Rồi đang chờ đậu phộng mà đói quá không chờ nổi nữa, bây giờ đổ vô nha mọi người. Nước mắm này mình làm sẵn. Mấy anh ăn, mấy anh không có quậy lên á. Bây giờ nó còn sát nhiều hơn là nước. Cái nước mẹ ảnh ăn hết trơn rồi. Còn cái xác tỏi ớt nó nằm ở dưới nha mọi người. À bây giờ trộn lên nè mọi người. Trộn đều lên nha. Cái rau á mình băm nhỏ ra, mình để một góc á. Rồi bún là có nhiêu đây các bạn? Bún có nhiêu đây. Đó, còn nhiêu là rau nhiều. Đó mọi người thấy không? À các bạn biết không? Ở đây nhà mình thường làm á nước mắm để một keo vậy đó, để cho
Chồng à, chồng của mình không thích ăn nước mắm. Ông hay luộc thịt á, nhiều khi cái ông luộc thịt cái ông lấy nước mắm ông chấm ông ăn vậy á. Đơn giản à. Em rủ Henry ra ăn mà Henry không ra. Đây là phần tô của Henry nè. Tô Henry chỉ có bún với thịt thôi. Để em ăn xong xong chút xíu em vô em đút em Henry riêng. Ngon quá. Ngon quá mọi người ơi. Nước mắm nè. Múc không chịu quậy lên. Cái sắc tỏi, sắc ớt nằm dưới nhiều. Mà hết nước. Em làm cũng mau chứ hồi nãy mà làm nước mắm nữa chắc cũng hơi lâu. Quay ra ngoài giường nè, bữa nay mùa thu rồi nó muốn chết hết rồi cho nên nè em ra ngoài giường bẻ mớ rau vô cái em nói nè mớ rau này giờ cuốn gỗ cuốn thì ít quá mà ăn bánh xèo thì cũng không đủ cho nên thôi làm bún à vậy thấy vậy chắc xài cũng không hết rồi mọi người. Ngon quá. Được tiếp tế thêm một phần đậu phộng nè một bạn bỏ vô cho nó ngon cứ vô đậu phộng đậm rồi đó nè. Tô của anh với anh xem nè. Tô nhỏ thôi. Tô nhỏ bỏ đi. Nước mắm thế đi kìa. Nước mắm đây cho hũ nước mắm nè. Mỗi tay đâu xong rồi. Em bỏ bún hơi ít, có ăn bún thì bỏ bún thêm nha. Có đậu phộng được. Người bùi ngon. Bùi bếp. Rau thơm á. Nó ngon á các bạn. Ngã thấy ngò tốt quá không bể giờ luôn. Ăn này không ăn ngò nhưng mà tại vì da nó tốt quá bể vô. Cái lá này nó nhỏ chiếu. Nó bị ố cái đầu. Thịt nhiều hơn bún. Ăn gì cho nó đã mọi người.
của anh nè. Con nhà như chúng nè. Ok, em ngủ nó ăn. Anh ăn đi rồi chú vô nút con sao? Lấy ngủ nó mong để sao cũng được. Em có xong đi rồi em để ngoài bếp cũng được. Riêng. Gì? Nó có hũ nước mắm không sao nữa mà. Nó bớt đi xong để mà sao yêu vậy. Ây da, lấy cái chén mà ăn. Không, lấy chén mà. Ôi. Anh ơi, rót xong đi rồi để mà lấy con đi, khỏi em ở đây. Nè, còn miếng là phòng nè anh. Bỏ vô. Không có đâu. Nó phòng mà. Chê vậy? Sống người ta 7-8 năm rồi, không biết là không ăn đồ phòng nào. Còn mời nữa. Giả bộ mời vậy đó. Biết không ăn mà mời chơi vậy đó. Được không? Học điều vậy anh, nãy lấy học điều quá rồi. Ngon quá các bạn ơi. Lâu lắm mà không ăn bún rồi mà. Mấy bữa bận á. Cứ cắt thịt ra xong rồi nướng. Nướng rồi gói rau ăn thôi. Chứ không có làm bún. Không có làm bún như thế này. Tại á, nướng xong á, cái để cái em gỡ ra cái bên cái đầu cái bóc lên cái đầu gói ăn. Còn cái này mình phải nướng xong, xong mình đem vô, chặt ra. Chặt ra rồi sắt dưa leo rồi sắt mấy cái rau nè, mình phải lặt. Lặt xong rồi mình làm sắt nhuyễn, mình mới trộn vô vậy. Cho nên nó hơi lâu hơn chút xíu. Bữa nay có ở nhà cho nên làm cho mọi người ăn. Với hẳn thay rau á, tốt quá. Làm ăn cho nó ngon. Ăn gì dễ ăn các bạn. Nè các bạn thấy không, rau nó nhỏ đẹp chứ không. Vô mà thua rồi. Lạnh rồi nó mọi người. Nhưng mà hồi nãy gai nhìn cũng tốt lắm nè các bạn ha. Gai nhìn cũng tốt. Đủ một phần ăn, đủ một bữa ăn. Mấy này á, hồi đi mua á, hồi bán nhiều lắm. Mà các bạn mua, đâu phải mua một loại đâu. Đủ thơm, chi tô. Rồi cái gì, chắp cá. Rồi quế. Bốn loại các bạn thấy một lỗ rồi bự nè, ăn lỗ hết cái là để nó hư. Nhiều khi á không phải là mình tiết tiền, không phải là mình nói là mua mắc mình không mua, mà ở chỗ á là họ bắt mình mua nhiều lắm, họ bắt mình mua nhiều cái mình về mình ăn không hết, về ăn không hết không cái đồ có khi hư cái chân bỏ nhiều hơn ăn. Nhiều khi á hả, mua rau á ăn không phần, còn nhiêu bỏ hết tiền. Chợ hôm nay họ bán gì á, chứ không phải bán giống như Việt Nam mình là xà lách cỡ thôi là 80.000 ký, muốn mua nhiêu thì cần nhiều. Ví dụ như đó mình cần
quế hai vật cộng, rồi ngò hai vật cộng hay gì gì đó, cái mình lấy mỗi thứ chút phân thành mà bó vậy là vừa đủ một phần ăn. Còn đây á, họ làm một quế là bịch ngò bịch, rồi hành bịch, làm cái gì cũng nhiều hết trơn á. Cho nên khi mà nhập chung lại á là đã tiệt được luôn mọi người, đã tiệt được luôn á. Mà nhiều khi mình ăn á, mình mới ăn là đủ rau, chứ không lẽ mua hai loại thôi ăn nó uống ngon, mà mua nhiều á ăn không hết, nó úng. Mình ăn không hết mình có thể cất lên được, nhưng mà nó úng quá rồi. Thôi kiểu bữa nay mình ăn món rồi, thế ngày mơ đó là mình đâu ăn nổi nữa, mình phải đổi món khác. Mà đổi món khác thì không ăn tới rau nữa, không ăn tới rau nữa là coi như là gạo hư, nó úng. Các bạn biết không, ở bên đây trời lạnh á, nhiều khi để đồ ăn ở ngoài á mà nó còn dập hơn là trong tủ lạnh. Tủ lạnh nhiều khi nó không có lạnh bằng ở ngoài, đúng không? Ở ngoài nhà mình nó lạnh hơn, mà ở ngoài nhà á mình để rau ở ngoài nhà nó hư, đã có mấy hít đó các bạn, nó làm ra nó héo queo. Cho nên người Việt của mình á qua đây á thích trồng rau, tại vì ăn á, người Việt mình ăn là ăn hay thích ăn cái rau này rau kia, cho nên á thích trồng, để mỗi lần mà ăn cái đi ăn mà vườn quơ mỗi thứ một chút thái, chứ không phải là tiết tiền, không phải là tiết tiền ở mua rau mà chợ mắc, không có. Nhiều khi mua ở chợ còn rẻ hơn á, tại vì mình mua hàng giống thì mình trồng à, tưới nước nữa, nước bên đây mắc lắm các bạn, tưới nước tốn tiền nước, mà nhiều khi hả các bạn trồng một mùa hả không có rau ăn nữa, theo kiểu là trồng một mùa đâu có đủ nhiều rau, đâu đủ nhiều rau để mà ăn, mà tính ra tiền rau á mình đi mua nó còn rẻ hơn là cái tiền mình tưới nước nữa. Nhưng mà mình thích cái cảm giác nè, mình ăn bao nhiêu mình bẻ bấy nhiêu, cái mình ăn là vừa đủ, nó không có phí. Người Việt mình hay có cái kiểu là phí phạm, thấy tội lỗi mọi người, cho nên á thích cái cảm giác đó thôi đó, với thích nhìn dòng xung quanh nhà mình nó có rau rồi nó xanh tươi tốt, thích vậy thôi đó. Nó rồi đó các bạn, ăn à, làm nhiều cho ăn có nhiều, con tô chút xíu chứ nhiều, mà làm thì làm cho cố vậy đó đó, các bạn thấy không. Rồi bây giờ nè, nói tiếng ít ít chứ ra ngoài vườn bẻ mọi thứ nhúm chứ vô cũng cái dĩa ăn đâu hết đâu, bây giờ dư ra nè mọi người. Rồi thôi, mình sẽ kết thúc video tại đây và đi làm công việc. Thân chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người với những video sau nhé. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình nhé, đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye.